sản phẩm khoa học của ngày hôm nay có mã hiệu BB39. Khối lập phương Bisbox mang trong mình màu sắc của sự hy vọng. Liệu có phải hy vọng AI sẽ thống trị loài người không nhở? Phải giải mới biết được. Minh chứng cho sự tồn tại vị vua của thời kỳ cổ đại, Dực Long tích hợp hệ thống lò xo giúp đôi cánh có thể đập liên tục trên bầu trời rộng lớn, có thể trang bị hai lưỡi dao gây sát thương chí mạng trong quá trình săn mồi.